người đang từ ta còn chờ và kinh hãi chào nhìn lên chăm xem Chúa Giêsu Christ con đường vốn chỉ bình an không với quyền với năng lực với đại quyền anh linh muôn đời không với quyền với năng lực với đại quyền Chúa ban cho người đôi cao kia sẽ bị đôi dời đôi đôi kia sẽ bị đôi dời đôi cao kia sẽ bị đôi dời với đại quyền anh linh muôn đời ta tin duy một Giêsu Việt Nam Chúa truyền phương phong khiêm phục lòng ta can đảm quyết không nào sợ chính ngài sẽ mở đường đi không với quyền với năng lực với đại quyền anh linh muôn đời không với quyền với năng lực với đại quyền Chúa ban cho người đôi cao kia sẽ bị đôi dời đôi đôi kia sẽ bị đôi dời đôi cao kia sẽ bị đôi dời bởi đại quyền thánh linh muôn đời đôi cao kia sẽ bị đôi dời đôi đôi kia sẽ bị đôi dời đôi cao kia sẽ bị đôi dời bởi đại quyền thánh linh muôn đời. Rồi, cảm ơn Chúa. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa và chúng ta dâng lời Chúa lời cầu nguyện. Xin kính mời một người trong chúng ta dâng lời Chúa lời cầu nguyện. Dạ, anh Năm xin cầu nguyện mục sư. Dạ, rồi xin mời anh Năm cầu nguyện. Rồi, dạ, cầu nguyện đi. Xin hội thánh cũng như anh em trên ông lai lắng động tâm hồn việc ý chúng tôi cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Chúng con cúi đầu lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con, là Cha tạo ra chúng con, nói lớn là tạo ra chúng con và gìn giữ chúng con, cho chúng con làm con cái ngài. Chúng con vô cùng cảm tạ Chúa. Hôm nay chúng con học lạy Chúa qua sự hướng dẫn của một sứ hiền. Xin Chúa xin đến ở cùng một sứ hiền và ban phước cho chúng con hiểu lời Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bởi thật biết không? Bởi mời từ mày. Nhưng mà mình nói đây là bên đó nghe hết đó. Nhỏ lại. Kể cả nhỏ bên đó nghe. Rồi để tôi tắt cho rồi. Tôi tắt rồi. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc Kinh Thánh được quý vị. Tại sao cứ bị hỏi cái này? Nó mất tiêu. Dạ, chúng ta mở Kinh Thánh là chờ từ một chút. Sorry. Rồi, chúng ta mở Kinh Thánh ở trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu thứ 11, thưa quý vị. Xin mời một người đọc Kinh Thánh Giăng nhất đoạn 5 câu thứ 11. Xin chúng ta cùng mở Kinh Thánh Giăng nhất đoạn 5 câu 11 và xin mời một người đọc Kinh Thánh Giăng thứ nhất
đoạn 5 câu thứ 11. Trên màn hình có phần tin tức. Rồi, xin mời. Đây là lời chứng Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống này ở trong con Ngài. Gian đoạn nhất đoạn 5 câu 11. Đoạn 5 câu 11. Gian thứ nhất đoạn 5 câu 11. Cảm ơn. Dạ, sách đính á. Dạ. Chứng ấy ở trong là, tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Gian thứ nhất đoạn 5 câu thứ 11. And this is the testimony God has given us eternal life, and this life is in His Son. And this is, và đây là, và đây là testimony là chứng, quý vị, lời làm chứng, và đây là cái lời làm chứng, testimony. And this is the testimony. Lời làm chứng đó là gì? God, Đức Chúa Trời, has given, has given tức là đã ban, give là cho, has given là đã ban, has given us tức là đã ban cho chúng ta, eternal, eternal là vĩnh cửu, đời đời, eternal life là đời sống, sự sống đời đời, eternal life là sự sống đời đời, and this life, và sự sống này, is in His Son, là ở trong con của Ngài. And this is the testimony God has given us eternal life, and this life is in His Son. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hai câu kinh thánh này cũng không có gì khác lắm nha. Đây là lời chứng, là chứng ấy, tức là đó, là đây là lời chứng, and this is the testimony. Và lời chứng đó là gì? Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta. God has given us eternal life. Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta. Và sự sống ấy, and this life, in, is in His Son, là ở trong con của Ngài. Rồi, cảm ơn Chúa về câu kinh thánh mà hôm nay chúng ta cùng học với nhau. Mỗi ngày chúng ta có một câu kinh thánh, và chúng ta đi sâu vào câu kinh thánh đó, thay vì chúng ta đọc lướt qua, chúng ta rút ra những cái bài học cho chính mình. Cảm ơn Chúa. Chào ông bà mục sư, chào mấy anh chị em. Chào cô sư, vâng vâng. Rồi, cảm ơn Chúa. Hôm nay mình học ở trong sách nào, sư? Chúng ta đương đọc Kinh Thánh ở trong Gian thứ nhất, đoạn 5, câu thứ 11. Chứng ấy, tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Thánh Giang đương nói về những cái lời làm chứng giữa Đức Chúa Trời và con người, quý vị. Và Chúa nói rằng là tại sao mà con người chúng ta lại tin lời của con người mà lại không tin lời Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe những cái lời chứng của con người, cái sự bày tỏ của con người, sự xác quyết của con người, thì nhiều khi chúng ta giống như bây giờ mình nghe nó nhà khoa học, mình nghe nó rằng người ta đưa ra một cái thuyết như là thuyết tiến hóa, mình người ta nghe đến một số những cái giả thuyết người ta tạo ra cho chúng ta, để chúng ta có thể nghe có một điều gì đó nó mới lạ về cuộc sống, về những cái khám phá ở trong trần gian này, thì chúng ta tin.
Nhưng mà lời chứng của Đức Chúa Trời thì chúng ta lại không muốn tin. Và thậm chí tôi thưa quý vị rằng thậm chí chúng ta là con cái của Chúa đấy, là những người mà có thể nghe lời chứng của Chúa mỗi ngày, nhưng mà cũng chưa chắc gì tất cả những cái người mà nghe đó thì tin vào Chúa. À, quý vị nhớ, không phải tất cả mọi người mà chúng ta nghe cái lời chứng của Chúa mỗi ngày rồi chúng ta tin vào cái lời chứng đó. Rất nhiều người vẫn không tin, rất nhiều người vẫn ở trong một cái trường hợp là chúng ta tin nửa chừng, bán tín bán nghi đó, không biết có không. Và tại sao mà chúng ta nói như vậy? Bởi vì rất là nhiều người khi chúng ta tin á thì nó sẽ dẫn tới những cái thái độ, cái cách sống của chúng ta, và chúng ta áp dụng những cái điều chúng ta tin đó vào cuộc sống của mình. Giống như mình nói mình tin tập thể dục là tốt đi, mình nói như thế, mình tin rằng là uống nước trong là tốt nhất đi. Thì mình phải uống chứ, mình phải uống nước chứ. Đằng này có nhiều người không uống nước, là uống nước ngọt không mà uống. À, sáng sớm làm ly cà phê uống. Và họ thấy đúng rồi, uống ly cà phê cũng no rồi, mình không cần phải uống nước. Rõ ràng là chúng ta không tin, phải không? Nếu chúng ta nói chúng ta tin thì tại sao mà mình lại không uống nước? Nếu mình nói mình tin và tập thể dục là tốt thì tại sao mình không tập thể dục? Vân vân, đó là tôi nói trong áp dụng và thực tế. Như vậy thì ở đây lời chứng của Chúa đối với chúng ta là gì? À, và có thể nói là cái tột đỉnh của lời chứng. Dĩ nhiên là Chúa hứa với chúng ta, Chúa có cái lời bày tỏ, Ngài chứng cho chúng ta biết là rất nhiều điều. Nhưng mà trong đó cái tột đỉnh của nó đối với mỗi chúng ta đó là gì? Đó là sự sống đời đời. Trong cuộc sống của tôi và quý vị đó là Chúa hứa ban phước, ban bình an, Chúa bảo vệ, Chúa gìn giữ, Chúa ở cùng, Chúa soi sáng, Chúa thăm viếng, Chúa dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, vân vân vân, rất là nhiều những cái lời hứa. Và thường thường đó là quý vị thấy rằng thường thường đó là người ta tin một phần nào đó thôi, chứ người ta không tin tất cả. Và cái tột đỉnh của những lời hứa của Chúa đó là gì? Đó là sự sống đời đời, đó là tột đỉnh. Và chúng ta thường là chúng ta không tin vì đó. Chúng ta chỉ xin những cái điều tầm thường ở trên trần gian này, xin Chúa cho con để làm ăn nè, cho con để gia đình hạnh phúc nè, đúng không? Sự bình an tâm hồn, Chúa cho con được thành đạt nè, Chúa cho con sức khỏe. Và đó là những điều chúng ta xin. Trong khi đó, điều mà Chúa hứa với chúng ta không phải là những điều đó. Những điều đó là những điều mà Kinh Thánh gọi là những cái phước phụ, phước tạm, mà Kinh Thánh gọi là cho thêm. Ở trong gia Matthew đoạn 6 của 33, tôi tin rằng cái câu Kinh Thánh này tất cả chúng ta rất là quen thuộc. Đó là trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Như vậy thì điều Chúa đòi chúng ta đó là chúng ta phải tìm kiếm nước của Chúa, tìm kiếm cái sự công bình để rồi chúng ta sống đời đời. Và Phaolô nói rằng tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi ở trên trời, giống như Philip đoạn 3 mà Phaolô đã nói. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời. Và ông tin vào cái sự kêu gọi trên trời và sự sống đời đời đó, cho nên ông mới nói rằng tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Tôi coi mọi sự như rơm rác hầu cho được đấng Christ. Đó là câu Kinh Thánh mà tôi tin rằng là quý vị rất là quen thuộc. Và tại sao Phaolô có thể nói rằng tôi coi mọi sự nhẹ nhàng, không cái gì hết đó. Và đó là một cái tinh thần buông bỏ mà tôi thưa quý vị là các tôn giáo khác không có đâu. Họ không có buông đúng y như cái tinh thần mà Chúa dạy chúng ta đâu. Chúa dạy tôi và quý vị là chúng ta thật sự buông bỏ, coi nó nhẹ nhàng. Ai đương vui hay nên đi kể chẳng vui gì hết. Ai đương buồn cũng chẳng nên buồn. Ai đương khóc hãy quên đi cái chuyện đó, nó đừng khóc nữa. Ai đương mua cũng đừng có coi cái vấn đề đó quan trọng.
mà ai đương bán bán không được cũng đừng có coi nó là quan trọng đấy. Và nếu quý vị đọc đó, như trong Corinto nhất đoạn 7 mà follow ông nói đó, là ai có hãy coi như không, ai dùng của thế gian hãy nên như kẻ không dùng. À, vì sao? Vì tất cả mọi sự đều qua đi. Quý vị thấy tất cả trên đời này nó không bao lâu hết, tất cả mọi sự nó đều qua đi hết. Ừ. Corinto nhất đoạn 7, đây là cái phần kinh thánh mà tôi xin đọc lại ở đây để cho quý vị biết. Corinto nhất đoạn 7 từ câu 29. Hỡi anh em, vậy tôi bảo này thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có, kẻ đương khóc nên như kẻ không khóc, kẻ đương vui nên như kẻ chẳng vui, kẻ đương mua nên như kẻ chẳng được của gì, và kẻ dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng vậy, vì hình trạng thế gian này qua đi. Đấy. Và tôi muốn anh em được thông thả, không có lo lắng gì hết, quý vị thấy chưa? Như vậy thì điều mà Phaolô nói ở đây là gì? Đây là một sự buông bỏ, một cái tinh thần buông bỏ trọn vẹn. Để chúng ta có được sống đời đời chúng ta phải bỏ. Giống như bây giờ chúng ta muốn leo lên đỉnh núi thì chúng ta phải bỏ hết rồi mọi thứ ở dưới đất này, chứ còn không có thể nào mà chúng ta mang hết đi theo mình mà chúng ta leo đi đỉnh núi được. Quý vị nhớ như vậy. Chúng ta không thể. Như vậy thì điều mà Chúa muốn tôi và quý vị ở đây là cái gì? Là chúng ta phải thật sự tin vào cái sự sống đời đời. Đó là lời chứng của Chúa. Chúng ta có tin hay không? Có rất nhiều người không có tin. Tôi tin có gì? Không tin gì. Nhiều khi nói tới chuyện mà về nước Chúa đó, nói tới chuyện mà khi tôi giảng, tôi nói về vấn đề dứt giải kêu gọi trên trời, thì có một người tín đồ họ nói với tôi là nó thôi một sự tôi không muốn đâu. Tôi không muốn, tôi chỉ muốn giật cái giải trần gian này thôi, chứ không có muốn giật ở trên trời. Và họ rất là sợ. Nói tới đó là sợ gì? Sợ chết. Bởi vì khi mà giật giải kêu gọi trên trời thì họ nghĩ rằng uổng quá đi trần gian này ha, mình phải chia tay. Tôi thưa quý vị rằng nếu chúng ta không tin vào Chúa đó thì chúng ta rất là sợ. Sợ chết, sợ người ta nói xấu, sợ mất của, sợ những cái chuyện của trần gian này. Và khi quý vị sợ thì ma quỷ nó sẽ dùng cái đó để tấn công mình, cái đúng không nào? Nó sẽ dùng cái điều mình sợ đó. Giống như nếu quý vị sợ mất của thì nó làm cho quý vị mất của, rồi quý vị ngồi nó buồn rầu chán nản, bất mãn cay đắng, bị quyến vào cái đó. Thay vì cái đó chúng ta buông bỏ, chúng ta thấy nó nhẹ nhàng, thôi nó mất cho nó mất đi. Cái đúng không? Miễn mình còn đủ ăn đủ mặc là được rồi, phải không? Còn cứ ngồi vì cái chuyện mất mát đó rồi chúng ta buồn rầu rồi kiện tụng rồi hận thù rồi đấu tranh rồi làm đủ thứ hết, đứng cứ ngồi nghỉ đi. Cũng như có nhiều người mà, vấn đề một số vấn đề chính trị nào đó không theo ý của họ là bắt đầu họ quyết liệt lắm, ngày đêm họ nói họ chửi, rồi nếu họ dấn thân vào đó để làm một chuyện gì đó thì họ sẵn sàng làm. Và quý vị biết rằng khi như vậy thì chúng ta đánh mất liền, đánh mất cái sự sống đời đời liền. Nó không có thì giờ gì để mà lo về cái sự sống đời, cũng như làm ăn. Tôi thưa quý vị, làm ăn đó là quan trọng chứ, chúng ta cần phải làm để mà mình có tiền bạc. Nhưng mà nếu mà chúng ta không buông cái này, ở đây ông Phaolô nói thế nào? Phaolô nói rằng là ai đương mua hay nên đi kẻ không mua, ai đương dùng của thế gian hay nên đi kẻ không dùng. Câu đó có nghĩa không? Có nghĩa là chúng ta không dùng, không phải là buông bỏ. Buông bỏ cái chỗ là chúng ta không dùng. Bởi vì khi quý vị không dùng của thì quý vị sẽ bắt đầu đủ thứ phiền hà, không có nhẹ nhàng đâu. Chẳng hạn như ngày quý vị ăn thử một bữa đi, rồi đi thì đi chân không đi. Đấy, đừng có đi giày, đi dép gì hết. Rồi không được. Yeah. Dạ, không đi xe. Chỉ có ông sư Minh gì đó, Minh không? Minh Tuệ. Ông sư gì, Minh Minh Tuệ được thôi, chứ không ai được đâu, bà sư. Vâng. Ông Minh Tuệ thôi. Vâng, ok. Thế thì bây giờ chúng ta thấy đó là nếu chúng ta có buông như vậy đi thì cũng không có buông được. Cái quan trọng nhất là chúng ta buông bỏ trong cái tinh thần. Giống như bây giờ mình đừng có ham ăn, ăn nhưng mà đừng có ham, dùng của thế gian nhưng mà đừng có coi cái của đó là nó quan trọng. Quan trọng cho đến độ nó mất là mình đi tự tử. Tiền mà mất cái mình đi tự tử.
Hay là bây giờ xin lỗi, ai không trả nợ cho mình cái là mình hận thù, mình xách súng qua nhà ha? Mình đánh lộn, mình chửi người ta suốt ngày suốt đêm. Thế thì quý vị thấy đó là cái gì? Cái đó là tinh thần không buông bỏ. Và chúng ta đang sống trên trần gian này, nào là của cải, nào là chính trị, nào là những áp lực chung quanh chúng ta rất là nhiều. Mà nếu chúng ta không bỏ thì tôi thưa quý vị, chúng ta không bắt lấy sự sống đời đời được. Cho nên nếu quý vị đọc ở trong Philip đoạn 3 thì ông follow nó thế nào? Ông nói là ông bỏ hết để làm gì? Để giật giải kêu gọi trên trời. Đấy, rất là quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta nói chúng ta tin, có nhiều người nó tin nhưng mà cái gì cũng ôm hết á. Làm sao tin? Để nó tin được. Nếu chúng ta tin rằng cái sự sống đời đời là quan trọng, và cái điều Chúa hứa với tôi quý vị đó rất là quan trọng. Tôi thưa quý vị nè, chúng ta biết cái sự sống đời này nó là tạm. Chúng ta biết đây là cái liều tạm. Thì Chúa nói đó, chúng ta cuộc sống này chỉ là tạm thôi, cho nên đừng có quan trọng gì hết. Đừng có quan trọng cái nhà của mình, đừng có trọng cái xe mình, đừng có quan trọng những cái mối quan hệ trên trần gian này. Tôi thưa quý vị, có một số người không có hiểu khi chúng tôi nói những điều này thì cứ tưởng là chúng tôi coi mọi sự đó, chúng tôi coi thường mọi người. Không, bởi vì sự thật ra tất cả mọi sự nó chỉ là tạm thôi. Và chúng ta phải sống ở trong cái tinh thần tạm. Giống như bây giờ một cái mối quan hệ gì đó cũng là tạm, chứ cũng đâu có vĩnh cửu đâu, thấy không? Hay là vấn đề sức khỏe của mình đây. Giả như bây giờ mình sinh ra đời mà mình không có được đủ tay đủ chân thì cũng nó là tạm thôi. Cho nên đừng có buồn, đừng có rầu, đừng có vì lý do đó mà mặc cảm, đừng có vì lý do đó mà muốn tự tử. Tôi thưa quý vị, nếu chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta mới có thể rõ ràng là chúng ta tin vào sự sống đời đời. Như Chúa nói rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống đời đời. Và rất nhiều câu kinh thánh, nếu quý vị đọc lời của Chúa, Giăng đoạn 3 câu 16, Giăng đoạn 3 câu 36, ha, Giăng đoạn 10 câu 28, ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Quý vị thấy chưa? Giăng đoạn 10 câu 28, Chúa ban cho tôi và quý vị sự sống đời đời và chúng ta chẳng chết mất, nhưng chúng ta sẽ được sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 25 thì Chúa nói là ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai tin ta mà còn sống đây thì sẽ không hề chết. Quý vị thấy tuyệt vời không? Chúng ta sẽ được sống vĩnh cửu, không phải là sống 100 tuổi đâu. Ha. Nếu mà người theo Chúa, ở đây Chúa cho một người theo Chúa đều người nào cũng sống, cái làng người theo Chúa đó người nào cũng sống 200 tuổi là chúng ta cũng thấy mừng lắm rồi, đúng không? Nhưng mà tôi thưa quý vị, cái đó không phải là mục đích của Chúa. Chúa có thể cho chúng ta sống 200 tuổi, trong khi người khác người ta chỉ 100 tuổi. Chúa có thể khiến cho những người theo Chúa sống 500 tuổi. Nhưng mà cái đó không phải là mục đích của Chúa, mà mục đích của Chúa là cho chúng ta sống đời đời. Chúng ta sẽ được sống mãi mãi và sống đời đời ở trong một cái trạng thái tuyệt vời. Mà Chúa gọi là cái kế hoạch tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa. Còn nếu bây giờ sống ở trên trần gian này, chúng ta sống 200 tuổi đi, trong khi người ta sống có 100 tuổi, thì 200 tuổi đó chúng ta đủ thứ khổ hết. Càng sống lâu càng khổ, chứ đâu phải sướng hết gì trên trần gian này đâu. Càng 85 được không chứ? Dạ đúng rồi chị Phượng, 85 thôi. Nhưng mình nghĩ thôi 85 thôi chứ Chúa ơi, mà nếu Chúa cho con sống 150 tuổi thì chắc là con nằm đó buồn lắm, đúng không? Bạn bè con đi hết rồi, còn con mình con già ngắt cả nằm ở đây, rồi không nói chuyện với ai được, rồi cũng không mắt, rồi cũng không thấy, không xem tivi được, đúng không? Chân thì đi cũng không được, đúng không? Rồi được ăn cũng không thấy ngon gì cả, ngủ cũng đêm nào cũng cứ thao thức miết hai ba giờ sáng nha, là thức rồi đấy, là thức miết rồi trời sáng. Ban ngày thì trong sao cho trời cho nó tối, còn ban đêm thì trong cho trời nhanh sáng. Cái cuộc sống nó chán như vậy, đó là lý do mà Chúa không cho chúng ta cái cuộc sống ở trên trần gian này vĩnh cửu. Nhưng mà Chúa ban cho tôi và quý vị được sự sống vĩnh cửu ở trong nước thiên đàng. Đấy, giống như một cái sự lột xác vậy, giống như là hạt giống mà Chúa nói đó. Hạt giống gieo xuống đất thì nó mất đi cái hạt giống đó, nhưng mà nó trở thành cái cây lúa. Nhớ kỳ thấy không? Nó mất đi, có nghĩa là thân thể chúng ta sau này sẽ biến hóa. Và Chúa nói đó,
chúng ta sẽ biến hóa thành một cái thân thể tốt đẹp, rất là đẹp sau này. Tôi thưa quý vị rằng tất cả quý vị đều sẽ đẹp hết, khó ai nhuộm tóc, khó ai sửa mũi, khó ai xăm chân mày, khó ai đỡ tốn tiền với cái này lắm. Tại sao? Chúa làm cho quá đẹp đi rồi, cũng không có đi, không có cần tốn bác sĩ nữa, đúng không? Không cần thuốc men gì nữa hết, không cần nhờ ai giúp đỡ, nắm tay dìu mình hay là không ngồi xe lăn, không có. Tại sao Chúa cho mình cái cuộc sống rất là khỏe mạnh? Đó rất là tuyệt vời. Và đó là cái sự sống đời đời mà Chúa hứa ban cho tôi và quý vị. Chúa nói trên thiên đàng, chúng ta không cần, và không có cần, thậm chí chúng ta quý vị thấy đó, sẽ không có sự buồn phiền, không có sự xấu xa, không có những cái kẻ ăn gian, nói dối, nói ngược, không có kẻ lường gạt, vân vân, không có. Tuyệt vời. Và Chúa nói rằng đó, cái lời chứng của Chúa là trên cùng, tột đỉnh của những cái lời chứng của Chúa là gì? Ngài hứa cho tôi và sự và quý vị sự sống vĩnh cửu. Chúng ta có tin không? Đấy, có tin không? Đừng có trả lời một cách nhanh là nó tôi tin. No, rất nhiều người không tin. Tôi xin thưa quý vị, tôi nhìn thấy cái cuộc sống rất nhiều người không có tin, không có tin vì điều đó. Mặc dù họ là người theo Công giáo tin lành, không có tin. Nó thế thôi, nghe nó mà được về nước Chúa cái họ sợ lắm. Đó, họ coi như là một cái lời hoa mỹ để nói thế thôi, chứ còn thôi ghê lắm, giống như chết vậy đó. À, kinh hãi lắm. Nhưng mà tôi thưa quý vị là nếu chúng ta không tin thì chúng ta rất sợ. Còn nếu quý vị tin thì quý vị sẽ không sợ nữa. Và như Phaolô đó, ông nói tôi nôn nã, tôi mong đợi. À, bởi vì trần gian này có cái gì đâu mà để, tôi thưa quý vị, có cái gì đâu mà để chúng ta cứ bám lấy nó. Không có gì cả. Và tôi thấy người nào cũng than hết, người nào cũng thấy lo lắng, buồn bực, bối rối, sợ hãi hết. Thế tại sao mà mình cứ quyến luyến nó? Không có gì quyến luyến hết á. Đừng có quyến luyến. Trong khi á, tôi thưa quý vị, giống như bây giờ ông Minh Tuệ đó, ông đi bộ như vậy để ông làm gì? Ông được cái gì? Ông mong được cái sự sống vĩnh cửu, đúng không nào? Bởi vì rõ ràng là những người đi như vậy là không sợ chết nữa rồi. À, sống nghĩa địa, ngày ăn một bữa, à, không nhà, không cửa gì. Đó là quý vị thấy, đó là một tinh thần buông bỏ. Chúng tôi cũng rất là ái mộ một cái tinh thần đó. Nhưng mà buông bỏ mà trật chỗ rồi, giống như đầu tư. Tôi đầu tư hết á. Tiền bạc của tôi, gia tài của tôi bán hết để tôi mua cái đó. Nhưng mà mua cái đó, nó có phải là cái kho báu hay không? Hay là đó cũng chỉ là cái đám ruộng bình thường? Đấy, Chúa nói nước thiên đàng giống như một cái kho báu ở trong một cái đám ruộng. Và khi chúng ta mua đám ruộng đó thì chúng ta có kho báu, chúng ta mới mua. Và một người kia khi khám phá ra thì về bán hết gia tài mình để mua cho được đám ruộng đó. Bởi vì người đó biết chắc, người đó tin rằng, và nó là sự thật. Chứ nếu mà tin, nhưng mà cuối cùng tôi tin đây là kho báu mà tôi mua xong rồi, cuối cùng nó chỉ là đám ruộng thôi, bình thường thôi, thì khổ lắm. Thì cuộc đời, xin lỗi, cuộc đời của ông sư Minh Tuệ, ông đi là ổng buông bỏ hết đấy. Nhưng mà mua lộn đám ruộng rồi. Đây, thay vì cái đám ruộng là Chúa thì ổng lại mua cái đám ruộng khác. Mà không đầu có tư trật hướng. Trật hướng rồi. Tôi thưa quý vị, trật hướng rồi. Khi hỏi ổng thì ổng nói giờ tôi cũng chưa thành cái gì hết, tôi cũng chưa đạt cái gì hết, đúng không? Tôi chỉ là người bình thường. Nhưng mà rõ ràng là ổng đã buông bỏ. Tôi thành thật mà nói quý vị. Thế còn bây giờ chúng ta quay trở lại tinh thần của chúng ta. Chúa muốn chúng ta được sự sống đời đời, và chắc chắn dĩ nhiên chúng ta có buông không? Đấy, chúng ta có buông bỏ không? À, chúng ta có thật sự buông bỏ không? Và cái buông bỏ chúng ta nó hơn cái buông bỏ mà chỉ có nhịn ăn bữa, nó không có gì đâu quý vị. Tôi thưa quý vị, à, có rất nhiều người họ chán sống rồi họ cũng thế thôi. Khi mà họ chán sống, khi mà họ buồn cuộc đời này thì họ cũng sẵn sàng mà thôi, không có một tháng 8 lần à, khỏi cần sửa soạn quần áo rồi chỉ hết đi liệm áo rách gì đó. Hay là có nhiều người ta nó khỏi cần bận đồ nữa, người ta bận lấy cái đồ, cái tấm chăn họ quấn lên họ đi thôi. Thì đó là những con người mà họ buồn chán rồi. Đó là một cái sự buông bỏ một cách rất là gọi là chán nản, trong thất vọng mà buông bỏ. Còn chúng ta buông bỏ để được có sự sống đời đời mà không buông bỏ, rõ ràng là không có tin.
Cho nên xin Chúa cho tôi quý vị, và cái tinh thần buông bỏ chúng ta nó hay hơn. Tôi nói quý vị đó, nó hay hơn cái tinh thần buông bỏ mà chỉ bỏ bề ngoài. Giống như bây giờ, xin lỗi, nếu chúng ta cạo cái đầu chúng ta trập đi đấy, rồi chúng ta mặc cái chiếc áo đi tu đi, chúng ta mặc, mình tưởng rằng như vậy là mình bỏ hết rồi đó, không, nó vẫn còn đấy chứ, đúng không? Nó vẫn còn ở trong cái đầu mình á. Những cái tham sân si đó vẫn còn. Giống như bây giờ mình buông bỏ một ngày mình ăn một bữa đi, quý vị nghĩ là họ bỏ được chưa? Bỏ tham ăn được chưa? Chưa. Tại vì khi một người họ ăn một bữa thì họ sẽ thiếu chất. Và khi họ thiếu chất đó thì họ sẽ thèm. À, người ta cũng hỏi Sư Minh Tuệ, thì Sư Minh Tuệ nói rằng nhiều khi mình thèm cái món này mình ăn. Nhưng mà người ta cúng ha. Người ta cho mình thì lại là khi mình đi khách thật á thì là người ta cho cái món ăn khác. Giống như bây giờ mình đương thiếu ngọt đi, thiếu đường đi, mà ta không cho đường, mà ta cho toàn là muối không. Đấy, những cái đồ ăn mặn không. À, mình đương thiếu một cái chất canxi, mình thiếu những vitamin này, vitamin kia mà mình không có ăn. À, rồi để ai cho cái gì ăn nấy, toàn là ta cho xôi, toàn là ta cho những đồ chay. Làm sao mà cái sức khỏe mà nó đáp ứng được? Thì khi đó bắt đầu ở trong các tế bào mình nó gào lên, đúng không? Là vì nó thiếu mà. Giống như bây giờ quý vị thiếu nước đi mà không uống nước, người ta bên này người ta không cho nước. Không cho nước. Hoặc là bây giờ quý vị bị đau cái chân gì đó, quý vị ở nhà không có đi khất thực được, không ai đem đến cho quý vị được. Thế thì bắt đầu cái thân thể chúng ta nó gào lên, nó đòi nước. Cái đó không phải là tham, quý vị thấy chưa? À, nhưng mà khi đó chúng ta bị những cái chuyện nhỏ như vậy, nó làm cho chúng ta cứ nghĩ thôi, nó làm chúng ta thèm. Đây, người ta hỏi Sư Minh Tuệ, Sư Minh Tuệ nó cũng thèm, nhưng mà người ta cúng cái gì thôi, mình ráng chịu thế thôi, quý vị thấy chưa? À, cho nên người ta bị trói cột bởi những cái sự buông bỏ này. Mà cái tinh thần buông bỏ trong Chúa không có phải như vậy. Tinh thần buông bỏ trong Chúa là mình dùng của thế gian nhưng mà đừng có tham, dùng nhưng mà không dùng. Có của nhưng mà đừng có tham nó, đừng có mê nó. Quý vị phải làm lụng ra tiền bạc để quý vị nuôi bản thân và giúp cho người khác, nhưng mà không cần tham. Đừng có tham lam vơ vét tiền của, đừng có gian dối để rồi lường gạt người này người người kia. Đó là mới là cái tinh thần buông bỏ. Ai đừng mua hay là không mua, ai đừng bán hay là không bán. Quý vị thấy Kinh Thánh nói rất rõ ở trong Cô-rinh thứ nhất đoạn 7 đó, từ câu 29 trở đi đó quý vị. Đây là một cái đoạn Kinh Thánh mà nhiều khi chúng ta đọc lên chúng ta thấy khó hiểu lắm, nhưng mà đó là cái tinh thần buông bỏ thật sự, và nó hay hơn tất cả những sự buông bỏ của trần gian này. Đây, đấy là cái sự diệt dục đó. Chúng ta không ham muốn cái dục, diệt cái dục chứ không phải là diệt, không bắt ép cái thân xác này, không cho nó ăn, không cho nó ngủ. Tại sao mình phải ngủ ngồi trong lúc thân thể mình nó suốt ngày như vậy? Quý vị, chúng ta đứng, chúng ta đi là tất cả, khi chúng ta đứng trong tư thế này là máu nó xuống, thấy không? Mà nó không có quân bình được. Và chúng ta ngủ cũng không ngồi luôn nữa. Thì quý vị biết rằng trong cái tư thế này đó, chúng ta rất là dễ bị rối loạn tiền đình, thấy không? Cuộc sống không có cân bằng. Quý vị thấy những cái người về tập, về dưỡng sinh, tập tất cả họ khuyên chúng ta đó, chúng ta còn phải đi ngược đầu nữa. Chúng ta còn phải nằm để mà đặt chân lên trên sát tường. Phải như vậy chứ. Tại sao lại sống một cuộc sống như vậy? Cho nên quý vị thấy, ở đây tôi nói một chút thôi để quý vị so sánh và thấy cái sự buông bỏ mà Chúa muốn chúng ta đây rất là hay, rất là đúng. Nhưng mà chúng ta phải áp dụng, chứ không phải là chúng ta đi theo giống như cái nhiều người bưng cái nồi cơm điện đi như vậy là nghĩ là mình buông bỏ. Không có đâu. Anh đi được bao nhiêu năm? Thấy không? Ngay cả Đức Phật thì cũng đi có 6 năm thôi rồi mới dừng lại. Rồi Sư Minh Tuệ thì cũng đi hôm nay cũng 6 năm thôi rồi bắt đầu cũng phải có nhiều điều rồi cuối cùng phải dừng, một ngày nào đó phải dừng lại thôi. Chúng ta không thể buông bỏ một cách hoàn toàn với cái cách đó, và buông bỏ để được gì nữa? Chúng ta rất là ngưỡng mộ Sư Minh Tuệ, tôi nói thật với gì, rất là ngưỡng mộ, nhưng mà thấy thương. Bởi vì sao? Bởi vì buông bỏ mà không được gì hết. Giống như bây giờ hết lòng quyết liệt đầu tư, bán hết nhà cửa của mình để đầu tư vào một nơi mà cuối cùng đầu tư sai chỗ. Trong khi chúng ta theo Chúa ở đây, tôi thưa quý vị, chúng ta đã gặp, chúng ta đã đầu tư đúng rồi đấy,
Chúng ta đã đến đúng chỗ rồi đấy. Nhưng mà mình là không đầu tư. Có một số người không đầu tư gì cả. Và khi không đầu tư gì hết thì chúng ta sẽ không được. Chúa nói đó, ai muốn theo ta thì điều trước nhất là gì? Là phải bỏ. Đúng không? Phải từ bỏ. Đấy. Đó là điều trước nhất đấy. Để bắt lấy sự sống đời đời thì ông Phaolô ông nói trong Philip đoạn 3 là ông coi mọi sự như sự lỗ, như rơm rác, và ông bỏ hết, quên lẫn hết những chuyện ở đằng sau. Để làm gì? Để mới bươn tới chứ. Còn cứ nhớ chuyện đằng sau, ai cầm cày mà còn cứ nhớ, còn ngó lại đằng sau thì làm sao cầm cày được. Vì vậy cho nên chúng ta phải buông bỏ khi quý vị sống đi trần gian này. Và để chúng ta được cái sự sống đời đời, đó là chúng ta tin vào Chúa. Còn nếu chúng ta không buông bỏ và không bắt lấy sự sống đời đời thì thưa quý vị, đó là chúng ta không tin. Bởi vì Chúa hứa với chúng ta rằng chúng ta được sống đời đời, chứ không phải là Chúa chỉ ban cho quý vị bình an ở trên trần gian này. Tôi thưa quý vị, cuộc sống trên trần gian này tất cả nó chỉ là tạm thôi. Và phước mà Chúa cho mình trên trần gian này là cái phước tạm để khích lệ chúng ta. Để tôi và quý vị tin rằng Đức Chúa Trời, nếu Ngài trần gian này mà Ngài có thể cho mình thì Ngài sẽ cho mình trong nước thiên đàng. Đấy. Trần gian này mà Ngài có thể chữa bệnh cho mình thì trên nước thiên đàng Chúa sẽ cho mình cuộc sống khỏe mạnh. Trần gian này mà Chúa có thể cho mình giàu, thấy không? Thì chúng ta sẽ là người giàu nhất trên nước thiên đàng. Quý vị nhớ như vậy, Chúa sẽ cho mình sự giàu có đó. Kinh Thánh nói là Ngài là đấng vốn giàu có, Ngài trở nên nghèo để làm gì? Để tôi và quý vị được giàu, đúng không? Sau này quý vị sẽ là người giàu. Tôi thưa quý vị đấy, nếu quý vị tin vào Chúa, chúng ta sẽ giàu. Nhưng mà nếu ngày hôm nay chúng ta không có một cái tinh thần thật sự tin vào Ngài thì tôi thưa quý vị tiếc lắm. Còn nếu trần gian này mà, xin lỗi, nếu quý vị phải nghèo, quý vị gặp một hoàn cảnh gì đó, đừng buồn, đừng có quá trọng, đừng có đặt nó là vấn đề, bởi vì nó không có là gì hết. Và chúng ta phải xin Chúa cho mình để mà mình sắp xếp, mình học tập và sống ở trong cái hoàn cảnh, trong cái điều kiện khó khăn đó. Giống như Phaolô nói đó, tôi học tập khi no cũng như khi đói, khi dư cũng như khi thiếu. Và trong mọi sự ông đều tập hết, trong mọi hoàn cảnh ông đều tập hết, chứ không phải là ngồi đó buồn bực, Chúa ơi tại sao Chúa để tôi nghèo trong khi người khác giàu, tại sao Chúa để tôi thiếu trong khi người khác đủ, tại sao Chúa để cho tôi phải bị khiếm khuyết, thiếu tay thiếu chân, là bị mù mắt, bị điếc, bị sức khỏe không có tốt, trong khi người khác khỏe mạnh. Người ta tin Chúa đâu, người ta không tin Chúa người ta khỏe vậy? Thưa quý vị, tất cả những điều đó là tạm hết, chứ nó chưa phải là gì tất cả, nó chưa phải là thật. Vì vậy cho nên hãy học tập, hãy buông bỏ. Ai đương có của thế gian hãy dùng của thế gian, hãy đừng có khoe khoang. Với Kinh Thánh nói rằng là nhớ những người giàu có, đừng có cậy mình là giàu có, mà hãy sử dụng cái sự giàu có đó để mà chúng ta làm phúc lành. Còn ở trong Gia Cơ thì Phaolô cũng nói hỡi những người nghèo, hãy khoe mình vì cái phần cao trọng của mình. Phải không? Trong Gia Cơ đồng 1 câu 7 đến câu 9 quý vị đọc đó, thì Gia Cơ nói rằng những người nghèo hãy khoe cái phần cao trọng của mình, những người xấu hãy khoe rằng chúng ta sẽ đẹp. Đấy, giống như ngày nay mình xấu, ok, nhưng mà tương lai tôi đẹp. Quý vị nghe ông Nick ông nói không? Ông nói bây giờ quý vị thấy tôi không có tay có chân, nhưng mà tương lai tôi có tay có chân, đúng không? Và quý vị có thấy ông buồn không? Có thể ông buồn vì ông thay không có tay có chân không? Tôi đọc cuộc đời của một sư Nick và tôi cảm thấy thật sự được khích lệ nhiều lắm. Ông không buồn, tức là ông vui hơn những người có đủ tay đủ chân nữa. Và ông nói rằng có nhiều người còn ghen tị với tôi là tôi không có tay có chân, họ có. Quý thấy chứ? Có nhiều người ghen tị với ổng đó, bởi vì ổng đi khắp nơi trên thế giới này, ổng rao giảng. Mà nhiều người nghe ổng như một diễn giả đầy ơn. Đấy, nếu ổng mà có tay có chân chưa chắc gì người ta nghe vậy. Thấy không? Nhưng mà Chúa đặt ổng ở trong hoàn cảnh như vậy mà ổng rao giảng những cái bài giảng rất là đầy ơn. Với một cái tinh thần vui vẻ lạc quan thì rõ ràng là ông tin vào sự sống đời đời. Còn nếu không tin sự sống đời đời thì tôi thưa quý vị là buồn lắm. Ông sẽ trách Chúa là Chúa ơi tại sao ba con hầu vì Chúa, ba con mục sư mà Chúa để, đúng không?
Chúa để cho con phải như thế này, ba con có lỗi gì chắc, phải không? À, rồi tại sao như thế Chúa? Tại sao mà Chúa để con? Thôi Chúa cho con cũng được chân đi, còn hai cái tay thì không có cũng được. Đằng này cả hai tay cả hai chân không có, quý vị thấy không? Nhưng mà ông vui. Tại sao ông vui? Tại vì ông tin vào lời chứng của Đức Chúa Trời. Ông tin rằng Đức Chúa Trời cho ông sự sống đời đời. Cho nên tôi thưa quý vị rằng nếu quý vị nào mà đương bệnh tật mệt mỏi, hãy vui lên, vì chúng sau này chúng ta rất khỏe mạnh. Những người nào xấu đó, hãy vui lên chứ đừng có buồn quá. À, tôi buồn quá vì tôi xấu, tôi không bằng người khác. Hãy vui lên quý vị, bởi vì sau này quý vị sẽ đẹp lắm nếu quý vị tin vào Chúa. Nếu quý vị còn giữ đức tin cho đến cuối cùng, quý vị sẽ là một người được biến hóa, thân thể chúng ta biến hóa và rất là trọn vẹn về sức khỏe, về sắc đẹp, ha, về tài năng, về tất cả mọi mặt. Chúng ta sẽ làm những con người gọi là trọn vẹn. Và chúng ta Kinh Thánh gọi đó, như trong Tin Lành Giăng 15 mà Chúa nói đó, là cái sự vui mừng chúng ta nó sẽ trọn vẹn. Còn trần gian này vui một chút thôi, thật sự cũng ai mà trọn vẹn vui hết đó. Vui bữa nay ngày mai không vui nữa, vui năm này sang năm không còn vui nữa, đúng không? Về vui được cái chuyện này mà chuyện khác buồn quá. Vì thấy cuộc đời nó là thế, nó là tạm, nhưng mà hãy vui lên, bởi vì chúng ta sẽ có cái niềm vui trọn vẹn ở trong Chúa. Và Chúa nói đó là cái kế hoạch tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa dành cho mỗi chúng ta. Như Roma đồng 12 câu 2, ta ban cho nó sự sống đời đời. Giăng đồng 10 câu 28, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Quý vị thấy không? Tuyệt vời không? Đó là lời hứa của Chúa đấy, thấy không? Chúa ban cho tôi và quý vị sự sống đời đời, và chúng ta không có chết. Nhà thần học Moody, ông viết cái cái bài báo, ông nói rằng sẽ có một ngày quý vị nghe tin rằng Moody đã chết. Xin đừng có tin, Moody này không có chết, Moody được sống đời đời trong Chúa. Và đó là điều mà tôi và quý vị ngày hôm nay phải công bố cho mọi người rằng là đừng có nghĩ rằng là mình sẽ chết, đừng nghĩ rằng mình sẽ già, thấy không? Quý vị thấy tôi già dễ đó chứ, mà sau này hả, sau này rất là khỏe, rất là trẻ, rất là đẹp. Quý vị tin tôi đi, sau này quý vị không có già mốm, không có mắt là làng, không có ha, tai điếc, không có lẩm cẩm đâu, không có. Chúng ta sẽ rất là khôn ngoan, rất là hăng hái, rất là vui tươi trong Chúa nếu quý vị tin vào Ngài. Vì vậy cho nên tôi luôn luôn trong các bài giảng của tôi luôn luôn nhắc đến cái sự sống đời đời, bởi vì đây là điều vô cùng quan trọng và đây là cái lời chứng vô cùng quan trọng. Và tôi muốn nhắc cho con cái của Chúa phải biết rằng nếu chúng ta không tin vào điều này là đấy là một cái sự xúc phạm đối với Chúa. Quý vị không tin à, Chúa hứa cho quý vị những điều quá tuyệt vời mà lại không tin, quý vị không thật lòng tin. Cho nên xin Chúa cho tôi quý vị để chúng ta thật lòng tin điều đó. Và như Phaolô, khi ông ta biết được điều này, ông nói thế nào? Ông nói sự nhận biết Chúa là quý hơn hết à, và ông nói rằng là tôi nôn nã để được điều này, và tôi không coi tất cả chuyện trần gian này là buồn. Ông nói không có gì hết, những điều đau khổ bây giờ không đáng so sánh với vinh hiển hậu đến. Quý vị đọc Roma đoạn 8 câu 17 đó, không đáng, bởi vì tất cả những điều Chúa cho tôi và quý vị nó quá tuyệt vời đi, cho nên nổi những chuyện của trần gian này quý vị sẽ không còn buồn nữa. Giống như bây giờ quý vị mất, mình mất có 100.000 đô mà Chúa cho mình hàng tỷ tỷ đô, thì quý vị không còn buồn nữa, hiểu chưa? Không có buồn nữa, bởi vì cái sự sống đời đời mà Chúa cho tôi quý vị nó quá tuyệt vời. Nếu quý vị không tin vào Chúa thì tôi thưa quý vị rằng điều đó làm cho Chúa Ngài cảm thấy rất là buồn, và Ngài không chấp nhận chúng ta đâu nếu chúng ta không tin. Đó là lý do mà nếu ai không tin là người đó bị đón phạt là như thế đó. Bởi vì Chúa dành hết tất cả mọi sự tốt lành cho mình. Chúa có một kế hoạch là chúng ta sẽ được sống vĩnh cửu. Cuộc đời này tạm thôi, quý vị sẽ sống 30 năm, 50 năm, 70 năm, 100 năm, rồi tất cả chúng ta sẽ chết. Một ngày nào đó quý vị sẽ nghe tin tôi chết. Một ngày nào đó quý vị sẽ nghe tin quý vị, ai đó cũng sẽ được báo tin, ok, chúng ta không còn nữa. Nhưng mà không phải, chúng ta tạm chấm dứt cuộc sống này, đến trần gian này, xong trách nhiệm rồi, và chúng ta chuyển hóa sự sống chúng ta vào nước của Chúa. Và nơi đó chúng ta sẽ gặp các thánh đồ ở trên đó.
chúng ta sẽ vui mừng ở trên đó, thấy không? Và chúng ta sẽ thật sự là một con người hạnh phúc nhất, giàu nhất, đối thưa quý vị. Bởi vì đó là kế hoạch tốt lành của Chúa mà. Tại sao chúng ta không tin? Tại sao chúng ta không đầu tư? Tại sao chúng ta làm mọi sự để bắt lấy cái sự sống đời đời đó? Ngày hôm nay tôi và quý vị để đừng có tiếc thời gian đối với Chúa, đừng có tiếc của cải đối với Chúa. Bởi vì tất cả những cái đó nó chỉ là tạm thôi. Đừng có coi những cái điều trần gian này quan trọng. Vì cái mối quan hệ này, vì cái mối quan hệ kia, cho nên chúng ta buồn, chúng ta sợ, chúng ta sợ mất, chúng ta sợ người ta buồn. Tôi thành thật nói cái gì, tất cả nó là tạm hết. Nếu cái điều đó nó những người chung quanh hoặc là mọi việc nó tốt đẹp với chúng ta thì ok, còn nếu không tốt đẹp không sao hết. Đừng có cái gì mà chán nản, đừng có gì buồn mà, đừng có cái gì mà chơi vơi hết á. Tôi thưa quý vị, bởi vì nó là tạm mà. Cái điều quan trọng nhất của mình là sự sống đời đời, là ngay cả xin lỗi những cái quan hệ trong giáo hội. Có nhiều người bị phạt vạ tuyệt thông, có nhiều người bị giáo hội làm điều này đến kia, họ buồn lắm, họ chán nản lắm, họ nói tại sao giáo hội. Tôi thưa quý vị, tất cả ngay cả cái hệ thống tôn giáo, các cái giáo hội trên trần gian này là nó cũng chỉ là tạm thôi. Vì vậy đó, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải ở trong Chúa. Ở đây, ở trong câu 11 tôi đọc lại, và sự sống ấy ở đâu? Ở trong con của Ngài. Sự sống đời đời mà Chúa dành chúng ta đó là đâu? Ở trong con của Ngài, là Chúa Giê-xu. Như vậy thì chúng ta phải yêu mến Chúa Giê-xu, chúng ta phải đi theo Chúa Giê-xu, chúng ta phải ở trong Ngài, chúng ta phải liên kết với Ngài, chúng ta phải thực hành lời dạy của Ngài, và chúng ta phải đi theo sự dẫn dắt của Chúa, là dẫn dắt của Thánh Linh. Ngày hôm nay Chúa về trời và Chúa nói rằng ta sai Thánh Linh ở với các người. Vì vậy cho nên hãy bước đi, hãy sống như vậy thì quý vị mới đắc thắng được, và quý vị mới bắt lấy sự sống đời đời. Bởi vì tôi thưa quý vị rằng ma quỷ nó muốn chúng ta mất cái sự sống đời đời. Có nhiều người tôi đã thấy, nhiều con cái của Chúa đến cuối cùng, giờ phút cuối cùng họ đi tự tử. Đấy, những giờ phút cuối cùng họ mất cái niềm tin. Bởi vì sao? Bởi vì ma quỷ tìm đủ mọi cách để chúng ta mất đi cái sự sống đời đời. Đó là điều quan trọng đối với nó, thấy không? Nó muốn hại chúng ta, và đó là cái hại lớn nhất, nguy hiểm nhất. Chúng ta đừng có vì những cái chuyện trần gian này mà bỏ Chúa. Tôi thưa quý vị, giống như bà Dốt ấy, bà mất của cái bà muốn bỏ Chúa, trong khi ông Dốt ông nói không, mất của cả trần gian nó đâu có cái gì, con ông chết thôi không sao, nhà sập không sao, tài sản bị cướp lấy không sao. Còn nếu nghĩ chuyện đó không, là quý vị biết là ông mất niềm tin này. Ngay cả khi ông bị bệnh, mất hết rồi mà còn bị bệnh nữa, ông Dốt vẫn không rời xa Chúa. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì ngày hôm nay tôi và quý vị vậy, nếu chúng ta tin vào sự sống đời đời thì hãy coi nhẹ hết những chuyện trên trần gian này, hãy buông bỏ nó đi, đừng có quan trọng. Tiếng khen, tiếng chê, tiếng người ai khen mình cũng đừng có gì điều đó mà tự hào vui quá. Đấy, hôm nay người ta khen tôi, khen tôi thành công, tài năng, khen tôi giỏi giang, khen tôi đẹp trai, đẹp gái, khen tôi giàu có, khen tôi duyên dáng, tất cả những cái đó nó không là gì cả. Đừng có vì cái đó mà tự hào, đừng có vinh vào cái điều đó mà chúng ta kiêu căng. Còn nếu người ta chê thì cũng đừng có vì cái chê của họ mà mình buồn rồi mình nói sao chán quá đi. Bởi vì cái chuyện khen chê ở trên trần gian này nó là bình thường. Tôi thưa quý vị đấy, tại vì quý vị chưa hiểu thôi. Ngay cả những người rất tốt, người mà có chúng ta thấy rằng là họ tuyệt vời thì vẫn bị chê, Chúa mà còn bị chê, thấy không? Thành ra mình đừng có coi trọng, không sao hết. Đường có hoa thơm có lạ, lúc nắng gắt lúc mưa sa, có bạn hiền cũng có hùm có béo. Con cứ đi, miễn làm con đầy Chúa. Đấy, con đừng có quan trọng những cái này, và hãy buông nó đi để bắt lấy sự sống đời đời. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta có sự sống đời đời. Bởi vì nếu chúng ta không chắc, nếu chúng ta vẫn còn nghi ngờ, nếu chúng ta vẫn chưa bước đi theo Chúa, chưa buông bỏ và bước đi theo Chúa, thì tôi thưa rằng chúng ta làm sao có sự sống đời đời. Giờ này qua đời anh sẽ đến đâu, về của phúc, về cõi phúc hay là vực sâu, chúng ta hát bài hát đó đó, đúng không? Cho nên nếu mà chúng ta qua đời, cảm ơn Chúa,
Cảm ơn Chúa. À, hãy vui mừng lên, bởi vì mình đã những cái độ cuối rồi. Giống như bây giờ càng già đừng có buồn nữa. Nó già bữa thế mình già quá, mình sắp qua đời. Hãy vui mừng lên, nhưng follow nữa. Tôi đương nôn nã, tôi đương chờ cái ngày đó đây. À, bởi vì sự thật quý vị, già mà sống đi trần gian này thì tôi thấy quý vị buồn quá đi, không có gì vui hết đâu. À, và đó là lý do mà tại sao Chúa để cho mấy người già không có vui, để chúng ta vui vẻ chúng ta đi, nhưng mà chúng ta cũng níu nó lại, chúng ta cũng cứ có nhiều người muốn bấu víu nó lại, trong đó còn sống nằm đó thở không, không còn biết gì nữa hết, nhưng mà cũng kệ nó đi, còn nước còn tát. Và quý vị thấy là mặc dù một số con cá, những người thân trên trần gian này thì thương, nhưng mà tôi thưa quý vị rằng cái điều đó nó chỉ làm cho chúng ta đau khổ thôi. Đấy. Cho nên Chúa để chúng ta ở trong tất cả những chuyện tạm trần gian này để chúng ta yêu mến những cái gì vĩnh cửu. Chúa đặt chúng ta trong một cái cuộc sống mà chung quanh mình toàn là những cái điều nó, nhiều khi mình thấy thế gian này sao mà nó dân như thế, xấu như thế, phải không? Tại sao Chúa đặt mình trong trần gian này? Đôi khi quý vị suy nghĩ đi, là lý do để mình tìm kiếm cái sự sống đời đời, mình tìm kiếm nước của Chúa, mình tìm kiếm quê hương tốt hơn trên trời. Còn mình không tìm kiếm, mình cứ ráng bấu víu trần gian là ngồi đó trách. Trần gian là thế, tất cả nó là tạm hết, và tất cả nó như là một cái lều, Chúa nói đó. Nó đơn sơ lắm, nó mỏng manh lắm, nó không có thật sự mà làm chúng ta hài lòng đâu. Cho nên điều đó bình thường, đừng có ngồi để trách đời, đừng có hận đời. Trần gian là thế đấy, trần gian là chúng ta phải gặp rất nhiều những cái khắc nghiệt như vậy. Để làm gì? Để chúng ta tìm kiếm Chúa, để chúng ta tìm kiếm sự sống đời đời. À, cho nên nếu để hiểu được điều này thì tôi tin rằng chúng ta sẽ sống trên trần gian, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta không có ngồi đó để than thân trách phận, để buồn tủi, tôi sinh ra đời với một ngôi sao xấu ha. À, không, không có buồn gì hết. À, nếu mình gặp bất cứ hoàn cảnh nào, hãy vui lên. Nếu chúng ta mù, hãy vui lên. Nếu chúng ta cụt tay cụt chân, hãy vui lên. À, bởi vì những người mà chịu những cái thiệt thòi đau khổ thì tôi thưa quý vị Chúa cũng bù lại. Giống như Lazarus đó, ông nghèo, ông ăn xin, vậy đó Chúa bù lại, thấy không? Cho ông ở trong lòng của Abraham. Cho nên nếu quý vị gặp một cái điều gì đi thiệt thòi thì hãy biết rằng Chúa gửi đến những điều này để thánh hóa mình. Chúa gửi đến điều này để cho mình có cơ hội minh chứng rằng mình vẫn yêu Chúa, mình vẫn tin vào Ngài. Giống như ông Job vậy đó, khi mà Chúa gửi cho ông đến những cái mất mát, những cái khó khăn, những cái đau khổ, và thậm chí bệnh tật, rồi thậm chí vợ muốn bỏ ông luôn đấy. Thế thì ngay trong cái hoàn cảnh ông mất hết tất cả đó, thì sau đó quý vị thấy Chúa đã bù cho ông lại gấp đôi. Đấy, quý vị thấy chưa? Chúa đã khiến ông có thể trở nên như một người giàu có gấp đôi. Thành ra tất cả những điều này nguyện Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta có đức tin. Nguyện Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta tin vào sự sống đời đời. Và hãy vui lên vì chúng ta có sự sống đời đời. Hãy vui lên vì trong cái cuộc sống đời đời đó chúng ta được đẹp, giàu, khỏe, đúng không? Quý vị sẽ đẹp lắm. Ở đây quý vị tin tôi đi, sau này gặp nhau nhớ nha, những người bây giờ mình đang gặp đây, hãy nhớ rằng sau này quý vị sẽ rất đẹp. Đấy. À, có lẽ là lộng lẫy, à, hơn những minh tinh bàn bạc, hơn những người mà quý vị thấy đẹp quá, họ dễ thương quá. À, chúng ta sẽ hơn những cái đó, và chúng ta sẽ giàu hơn những tỷ phú ở trần gian này. Đấy. Chúng ta sẽ là những người khỏe mạnh hơn những luật sĩ. Vì tin tôi đi, đó là điều Chúa hứa cho chúng ta. Và hãy bắt lấy cái sự sống đời đời đó quý vị. Hãy quyết liệt, hãy nhắm mục đích mà chạy đi giật giải và sự kêu gọi trên trời. Đừng có lần lửa, đừng có chậm trễ, đừng có hăm hẳm. Xin Chúa ban phước, xin Chúa ở cùng chúng ta. Bây giờ chúng ta dành thời giờ chúng ta cầu nguyện quý vị. Chúng ta hướng lòng về Chúa và dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Xin mời một người trong quý vị ai được sự cảm động qua lời Chúa hôm nay, xin chúng ta mở microphone và dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Xin mời một người trong chúng ta, xin hãy cầu nguyện với tất cả tâm lòng của mình, với tinh thần sốt sắng của chúng ta. Xin mời một người. Quý vị mở microphone và xin mời một người trong chúng ta cầu nguyện.
Tôi sẽ cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha từ ái của chúng con. Cảm ơn Chúa về ngày Cha chúng con được học lời của Chúa hôm nay. Con cảm ơn Chúa và con ngợi khen Ngài. Vì Chúa yêu chúng con và Chúa dành cho chúng con những điều tuyệt vời, trọn vẹn. Sự vui mừng chúng con sẽ được trọn vẹn khi chúng con ở trong Ngài. Con cảm ơn Chúa vì chúng con được biết Ngài, được tin Ngài, được bước đi theo Ngài. Và Chúa ơi, những cái phước tạm mà Ngài cho chúng con đi trần gian này để minh chứng rằng Ngài sẽ cho chúng con phước đời đời. Ngài sẽ cho chúng con một cuộc sống tuyệt vời ở trên trần ở trong nước của Ngài hơn cái cuộc sống của trần gian này. Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến cái quê hương tốt hơn đó. Xin cho chúng con yêu mến nước của Đức Chúa Trời thay vì tìm kiếm nước của trần gian này. Bởi vì những điều của trần gian này sẽ qua đi. Thế gian với sự tham dục nó sẽ qua đi. Chỉ có những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới còn lại đời đời. Xin cho mỗi chúng con hết lòng tin cậy nơi Chúa. Và cho chúng con sống trong đức tin để chúng con vui mừng. Dầu cuộc đời này có rất nhiều điều khiến chúng con buồn. Nhiều điều làm chúng con không hài lòng. Nhưng Chúa ơi, trong nước của Ngài chúng con sẽ được trọn vẹn. Sẽ được hài lòng một cách trọn vẹn. Con cảm ơn Chúa, con ngợi khen Ngài về lời của Chúa hôm nay. Và nguyện lời của Ngài sẽ giúp cho chúng con được mạnh mẽ, được sống động, hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí tuệ của mình để chúng con yêu Chúa, để chúng con sống buông bỏ và chúng con bước đi với Ngài để chúng con bắt lấy sự sống đời đời. Lạy Cha Thánh, con dâng tất cả mọi điều trong tay của Cha và xin Ngài ban ơn, ban phước trên mỗi chúng con. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Chúa. Lạy Cha, chúng con ở trên trời. Con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin Chúa để chúng con bị cám dỗ, nhưng của Chúa chúng con khỏi điều ác. Vì mỗi người đều thuộc về Cha đời cùng. Amen. 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 Và cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn mục sư. Cảm ơn mục sư. Mục sư đã nhắc lại cái lời hứa của Chúa. Chúa là đấng thành tín, Chúa hứa thì Chúa làm. Tương lai của chúng ta sẽ rất đẹp. Rất đẹp, rất khỏe và rất giàu có. Đó là niềm hy vọng lớn của cơ đốc nhân của chúng ta. Amen. Amen. Cho nên vui mừng lên quý vị nhé. Đừng có để chị gì làm cho mình buồn. Hãy vui lên. Hãy vui mừng trong Chúa. Tôi lại còn nói nữa. Hãy vui mừng đi. Và hãy coi nhẹ tất cả mọi điều trên trần gian này. Hãy giải quyết mọi sự. Hãy học tập, gọi là học trong cái dư cũng như là thiếu. Nếu thiếu thì mình sao? Trong cái lúc no và lúc đói, đó thì mình làm sao? Đấy, phải không? Lúc no thì mình làm sao? Rồi lúc được khen thì mình làm sao? Lúc mà mọi người vỗ tay thì mình làm sao? Đừng có cái gì gọi là vênh vang, kiêu ngạo ấy. Ngạo hết, lúc người ta chê mình cũng làm sao? Phải học cái cách để mình chiến thắng, để mình sống vui mừng lên. Và điều đó đẹp làm Chúa đấy. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta tin vào sự sống đời đời. Cho nên xin Chúa ban phước trên chúng ta. Xin Chúa ban phước trên tất cả quý vị. Amen. Amen. Rồi, cảm ơn ông bà mục sư. Cảm ơn tất cả quý vị. Tôi xin chào.